Quay trở lại với channel của mình là Thảo Hoàng. Ngày hôm nay cùng mình khám phá những điều mới lạ xung quanh cuộc sống chúng ta nhé. Những điều thú vị về mối tình đẹp giữa Mark Zuckerberg và vợ. Mark Zuckerberg, người sáng lập và là giám đốc điều hành Facebook, hiện có giá trị tài sản hôm nay là 72,7 tỷ USD. Tuy nhiên, cuộc sống bình dị của anh và người bạn đời, Priscilla Chang, khiến nhiều người ngạc nhiên, và đặc biệt đó là việc sử dụng ô tô, quần áo hay du lịch. Mark Zuckerberg gặp Priscilla Chang cách đây 11 năm trong một bữa tiệc huynh đệ ở Harvard. Khi đang đứng xếp hàng và chờ vào nhà tắm, bữa tiệc được tổ chức bởi một vài người bạn của Mark Zuckerberg vì nghĩ rằng Mark Zuckerberg sắp bị đuổi khỏi ngôi trường bởi một trò đùa tai quái. Mối tình của họ có gì thú vị? Cùng đón xem sau clip dưới đây nhé. Xin chào, nhớ subscribe và like kênh của mình nhé. Đồng sáng lập và CEO của Facebook, Mark Zuckerberg đã không có được tấm bằng đại học Harvard danh giá vì đã phải bỏ học giữa chừng. Nhưng chắc chắn Zuckerberg đã có một thời gian tuyệt đẹp tại ngôi trường này. Ông vua của mạng xã hội Mark Zuckerberg đã khác tên mình cùng với ứng dụng Facebook kể từ ngày mà anh ra mắt nó ở ký túc xá của thời còn sinh viên. Ngày nay thì Mark là một trong những tỷ phú tự lập trẻ nhất và là một trong những người có đầu óc sắc bén nhất trong ngành. Tuy nhiên, đằng sau tất cả các danh tiếng và sự quyến rũ hiện có thì người đàn ông này không khác lắm khi mà nói về tình yêu. Cũng giống như tất cả mọi người thì ngay có một câu chuyện tình yêu lãng mạn để kể. Câu chuyện thời sinh viên. Mark Zuckerberg đã từ bỏ ngôi trường danh giá Harvard giữa chừng để theo đuổi sự nghiệp và thành lập ra mạng xã hội Facebook. Tại Harvard thì Zuckerberg không chỉ được gặp những người bạn đồng chí hướng, những người đã giúp anh xây dựng mạng xã hội lớn nhất hiện nay. Mà quan trọng hơn, Zuckerberg đã gặp gỡ và hẹn hò với người vợ tương lai của mình là Priscilla Chan. Priscilla Chan sinh ngày 24 tháng 2 năm 1985, lớn lên trong một gia đình khó khăn tại Quincy, Massachusetts của Mỹ. Bố mẹ cô là người gốc Trung Quốc nhập cư, họ làm việc 18 tiếng mỗi ngày nên phần lớn thời gian cha ở với ông bà. Priscilla Chan học chuyên ngành về sinh học tại Harvard, đã gặp gỡ Mark Zuckerberg vào năm 2003. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên trong một tình huống khá là hài hước khi mà đang đứng xếp hàng ở trước cửa nhà vệ sinh. Khi đó thì Priscilla đã ấn tượng với Mark vì anh ta là một người đi vào và ra khỏi nhà vệ sinh nhanh nhất, trong khi mà Mark cũng gây ấn tượng với cô nàng nên buôn lời tán tỉnh. Hãy đi toilet nhiều hơn trong những bữa tiệc lần sau nhé! Và rồi mà chào hỏi bá đạo đó đã khiến cho cả hai dần bị cuồng hút vào nhau bởi sự hài hước và cả hai đã trở thành bạn bè. Chẳng mấy chốc mà hai sinh viên đang theo học tại Đại học Harvard đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Ngay buổi hẹn đầu tiên là Mark đã nói là muốn ở cả ngày với Priscilla thay vì là về nhà hoàn thành bài tập giữa kỳ. Bất chấp khoảng cách và tính tham công tiếp việc vốn có của Mark thì Trang luôn sát cánh bên anh. Họ yêu nhau khi mà Zuckerberg chẳng là ai ngoài một sinh viên đại học và họ vẫn yêu nhau khi mà anh trở thành một tỷ phú. Tình yêu của họ dành cho nhau và những lời hứa với nhau bất kể hoạn nạn khó khăn còn mạnh mẽ hơn cả bất kỳ danh tiếng hay là tài sản nào. Trang, chuyên gia về khoa nhi và là người truyền cảm hứng cho Zuckerberg để thúc đẩy hoạt động hiến tạng trên Facebook. Quen nhau. Trang cho biết khi một lần đầu tiên gặp Zuckerberg thì cô nghĩ rằng anh đã bị đuổi khỏi trường vì trò đùa mà anh ấy khởi xướng. Trang web có tên là Famous, nơi mà các sinh viên có thể đánh giá độ hấp dẫn của sinh viên khác trong trường. Đây là trò đùa mà Zuckerberg đã tạo ra khi mà còn học năm 2 và đã giúp cho anh nổi tiếng trong trường. Bản thân của Zuckerberg cũng đoán mình sẽ bị đuổi khỏi trường Harvard khi mà mới gặp Trang. Chia sẻ tại buổi trao bằng đại học danh dự của Đại học Harvard vào năm 2017, thì Zuckerberg cho biết câu đầu tiên mà anh đã nói khi mà gặp vợ tương lai của mình là tôi đoán rằng mình sẽ bị đuổi học sau 3 ngày nữa. Do vậy, chúng ta cần phải nhanh chóng hẹn hò. Nếu mà không có Famous thì tôi đã không thể gặp được Priscilla. Cô ấy là một trong những người quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Do vậy, tôi có thể nói rằng Famous là thứ quan trọng nhất là tôi đã tạo ra trong khoảng thời gian tôi ở Harvard. Zuckerberg đã chia sẻ về vợ của mình. Là vợ của nhà sáng lập Facebook thì không quá ngạc nhiên khi mà Priscilla là một trong những người đầu tiên tham gia mạng xã hội này. Cô tham gia Facebook vào ngày 5 tháng 2 năm 2004 và chỉ một ngày sau khi mà Facebook được chính thức thành lập. Sau khi mà tốt nghiệp thì Trang đã theo Zuckerberg chuyển đến bang California, nơi đặt trụ sở của Facebook và tiếp tục theo học tại trường Đại học California vào năm 2008. Trang thuê một căn hộ gần nơi của Zuckerberg làm việc để anh có thể ghé thăm cô vào mỗi dịp cuối tuần. Các cập nhật trên Facebook của Trang cho thấy được quỹ đạo tuyệt vời của một mối quan hệ mà họ chia sẻ. Facebook của cả hai thì thường xuyên lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ và kỷ niệm đẹp bên nhau, chẳng hạn như là ngày cô tốt nghiệp, những chuyến đi du lịch, những bữa tiệc ấm cúng cùng với những bức ảnh cặp đôi đang dạo bộ cùng nhau. Cưới nhau. Ngày 19 tháng 5 năm 2012, thì Mark Zuckerberg đã kết hôn. Đám cưới gây bất ngờ cho tất cả các khách mời bởi phong cách tổ chức không khác gì một bữa tiệc tốt nghiệp trường y cho Chan. Đến nay thì họ đã có được hai đứa con.
Mark Zuckerberg là một người vô cùng bận rộn. Anh có thể chui mũi cả ngày vào trên máy tính để làm việc. Trang cũng giống như hầu hết các cô gái khác, không muốn trao quyền quyết định mọi việc lên người đàn ông của mình. Để hạn chế được việc chồng có thể quá mải mê vào công việc mà quên mất vun đắp tình yêu cho cả hai, thì Trang đã đưa ra một bản cam kết và yêu cầu Mark phải ký tên trước khi mà chấp nhận lời đề nghị sống cùng anh từ khi mà cả hai hẹn hò. Nội dung tiêu biểu của bản cam kết này là mỗi tuần một cuộc hẹn, tối thiểu 100 phút riêng tư, không diễn ra tại nhà Mark và càng không phải ở trụ sở của Facebook. Và thật ngạc nhiên khi mà Mark chưa từng phá vỡ nguyên tắc này trong suốt những năm yêu nhau. Và cho tới tận bây giờ thì dù anh có bận tối mà, cả hai cũng thường xuyên tranh thủ thời gian cùng nhau dắt chó đi dạo, cùng thưởng thức những món ăn châu Á mà Trang yêu thích, đi chơi thuyền hay là đi bộ trong công viên. Mỗi năm thì vào tháng 12, vợ chồng của CEO nổi tiếng Facebook này lại cùng nhau đi du lịch, có khi là thăm khắp các nơi, nước này, nước nọ, khi lại lướt sóng ở Hawaii, khi thì đến những dòng sông tình yêu đầy thơ mộng và lãng mạn ở Ý, có khi lại cùng về Trung Quốc, quê hương của Trang, ăn một bữa cơm cùng với gia đình. Zuckerberg thậm chí đã bắt đầu học tiếng Trung. Trang đã cùng với Zuckerberg trải qua tất cả những thăng trầm và Trang đã ở cùng với Zuckerberg khi mà anh phải đưa ra những quyết định quan trọng. Trong đó có cả việc từ chối đề nghị mua lại giá trị 1 tỷ USD từ Yahoo vào năm 2006. Trang đã nói với tờ The New Yorker, cô nghĩ rằng đó là một khoảng thời gian căng thẳng nhất của Zuckerberg. Vào tháng 9 năm 2010, thì Trang đã chuyển đến sống với Zuckerberg. Zuckerberg đã công bố những tin tức trên Facebook. Priscilla Trang đã chuyển đến ở cùng với tôi vào cuối tuần này. Vì vậy, có những thứ đồ mà chúng tôi không cần dùng đến. Nếu bạn cần bất kỳ thứ bình gia dụng nào, đĩa, cốc, xin vui lòng đến và lấy chúng. Sinh con. Con gái đầu lòng của cặp đôi này sinh vào tháng 12 năm 2015 và có tên là Mashima, tên thân mật là Mash. Để chào mừng sự ra đời của con gái đầu lòng, cặp đôi này đã thông báo sẽ thành lập một công ty mới có tên là Trang Zuckerberg Initiative với sứ mệnh là thúc đẩy tiềm năng của con người và thúc đẩy sự bình đẳng. Cặp đôi này cũng cam kết sẽ quyên góp 99% tổng tài sản của mình thông qua tổ chức này. Trang đã rời vai trò của một bác sĩ nhi khoa tại bệnh viện để có thể điều hành công ty mới thành lập. Vào tháng 8 năm 2017, thì vợ chồng Zuckerberg đã chào đón cô con gái thứ hai, được đặt tên là August, nghĩa là tháng 8 trong tiếng Anh. Zuckerberg sau đó đã rời xa công việc trong 2 tháng để phụ vợ chăm con mới sinh. Đầu tư và làm từ thiện. Zuckerberg và Trang sau đó đã mua một căn hộ 5 phòng ngủ với giá 7 triệu USD tại thành phố của Palo Alto, gần trụ sở chính của Facebook vào tháng 5 năm 2011. Zuckerberg sau đó đã mua thêm 4 căn hộ khác lân cận vào những năm tiếp theo với giá trị là 43 triệu USD để mở rộng khuôn viên căn hộ của mình. Vào tháng 10 năm 2014, thì cặp đôi này đã chi ra hơn 100 triệu USD để mua 2 mảnh đất lớn tại Kauai chỉ để giữ gìn vẻ đẹp hoang sơ tại nơi đây. Vào năm 2016, thì cặp đôi thông báo sẽ đầu tư 3 tỷ vào quỹ của Trang Zuckerberg, Initiative, để có thể nghiên cứu chữa tất cả các bệnh trên thế giới. Mục tiêu của họ là chữa tất cả những căn bệnh mà con gái của họ có thể mắc phải trong đời. Cặp đôi này cũng cam kết sẽ dành toàn bộ tài sản cho từ thiện và các hoạt động nghiên cứu. Vào năm 2015, thì cặp đôi này đã đầu tư để xây dựng một hệ thống trường tiểu học tại thành phố của Palo Alto để dành cho các học sinh thuộc gia đình có thu nhập thấp. Cũng trong năm 2015, thì vợ chồng Zuckerberg đã ủng hộ 75 triệu USD cho một bệnh viện công thành phố của San Francisco. Bệnh viện này sau đó đã được đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa San Francisco và Trung tâm Chấn thương của Zuckerberg. Điều gì ở Priscilla Chan, cô gái gốc Á ngoài 30 tuổi, có thể hấp dẫn được chàng Mark kiệt xuất? Không có lợi thế về ngoại hình hay là có xuất thân từ gia đình giàu có hay là danh gia vọng tộc, nhưng Trang lại khiến cho chàng tỷ phú trẻ yêu mãi không thôi. Bởi Trang biết tạo nên sự hút riêng biệt, không đến từ vẻ ngoài mà chính bằng sự thông minh với bảng thành tích học tập khiến một người từng không có bằng đại học như Mark rất ngưỡng mộ. Chàng tỷ phú trẻ tuổi này đã trải qua 10 năm đắng cay ngọc bùi để có thể xây dựng nên mạng xã hội Facebook từ những vụ kiện tụng, mua bán. Trong suốt những năm xây dựng Facebook cho tới bây giờ, thì Trang từ khi còn là bạn gái cho đến lúc thành vợ luôn ủng hộ Mark. Cặp đôi giàu có này đã chung sở thích là đi du lịch và nuôi thú cưng. Priscilla Chan tiết lộ rằng cả hai vợ chồng cô nuôi chung một chú chó tên là Beast và chồng cô xem việc chăm sóc nó là một ưu tiên thứ hai sau Facebook. Thậm chí thì Mark còn từng có ý định lập trang web riêng cho con vật cưng của cả hai. Mỗi ngày thì họ dành ra 30 phút để làm những việc khiến con vật cưng cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Phu nhân của Mark Zuckerberg đã cho biết tìm ra được những điểm chung là điều cần thiết và nó sẽ giúp cho mối quan hệ của vợ chồng thêm gắn bó hơn. Cả hai cũng có lối sống giản dị nên không muốn phô trương quá nhiều. Trái ngược với những bà vợ của các vị tỷ phú thì ăn mặc đẹp, được hiệu xịn này nọ, thì Trang lại có một cuộc sống đơn giản y như chồng. Nếu mà Mark thường thích gắn mình với quần bò và áo hoodie trơn màu không cầu kỳ, thì Trang cũng chỉ diện những chiếc váy đơn giản, thậm chí là đôi khi còn quê mua, dù ngay cả khi mà cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật. Đặc biệt là Trang rất ít khi trang điểm trừ khi tham gia vào các sự kiện quan trọng với chồng. Mặc biết có không ít lời chê bai và giày biểu dành cho vợ mình rằng cô là một cô vịt xấu xí, ngoại hình bình thường,
nhưng có mấy cô gái bình thường gây dựng được sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tốt nghiệp trường đại học danh giá, hết lòng từ thiện và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Và mấy cô gái bình thường nào trên đời có thể cho giữ được trái tim của một người đàn ông nổi tiếng mà không dùng đến ngoại hình, nhan sắc hay thủ đoạn? Nhưng Trang đã làm được điều đó, dù không hề sở hữu được vẻ ngoài quyến rũ hay xinh đẹp, và minh chứng cho điều đó chính là từ câu chuyện kéo dài 16 năm hạnh phúc bên người chồng tỷ phú. Câu chuyện tình yêu giản dị nhưng tuyệt đẹp của Mark Zuckerberg và Priscilla Chan chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho rất nhiều cặp đôi trẻ trên thế giới. Nhiều người cho rằng Trang thật may mắn khi mà kết hôn với Mark. Còn với bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn cho chúng tôi biết với nhé! Và đừng vội rời kênh, vì thế giới bí ẩn sẽ có rất nhiều video thú vị khác đang chờ bạn khám phá đấy! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!